Liên quan đến vụ việc một chuyên viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tự ý mang 22 sổ đỏ của người dân đưa cho người quen mượn. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện tại, cơ quan chức năng đã thu hồi được 21 cuốn sổ đỏ mà bà Dương Thị Ngọc Anh tự ý mang cho bà Đào Thị Như Lệ mượn. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng sớm truy xét, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị người khác chiếm giữ bất hợp pháp để chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà trả kết quả cho công dân và truy cứu trách nhiệm cá nhân có liên quan.